cho IT cho cái việc là khai trương một cơ sở IT gần 1 tỷ. Anh sẽ tặng 2 tấn thịt bò, 2 tấn thì tầm hơn 500 triệu rồi. Đi một người tặng một đĩa, đi 10 người tặng 10 đĩa, 100 người tặng 100 đĩa. Tóm lại thì cứ bao nhiêu người tặng bấy nhiêu. Cái chính tại sao mà anh lại chọn mở bên Long Biên? Bởi vì Long Biên rất là đông và cũng rất là nhiều những cái quận huyện liền kề. Anh rất là mong muốn là mình có thể là lan tỏa cái mô hình của mình. Cái mô hình về đồ nướng than hoa, bò nướng, chủ quán nướng tại bàn và bò tươi theo quy chuẩn của khách sạn. Thực sự anh bất ngờ về nhu cầu khách hàng mà khách hôm nay đến quá sớm luôn. Trên kênh Thổi Địa Bắc Ninh thì anh em đang thắc mắc là tại sao mẹ có mặt ở đây. Thì chia sẻ với anh em là anh Chiến anh cũng có một cái mong muốn, đúng không anh? Là đón cả những khách Bắc Ninh, Bắc Giang mà đỡ phải đi xa tận Hà Nội, chỉ cần đến đây thôi, không gian mọi thứ đỗ xe thoải mái, rộng rãi. Chắc anh bố trí cho em một bàn cho anh em mình ngồi. Ok. Em ơi, cho anh order đi. Món special bên em là bò áp chiến và nấm tươi ạ. Cái nào ngon nhất một loại một đĩa đi. Làm lâu rồi, đồ lâu không? Dạ, anh chị đợi em từ 3 đến 5 phút là có đồ ạ. Ok, 3 5 phút nhá. Rồi, chốt. Bây giờ 6 giờ 51 này, đúng 3 phút nữa là phải có nhá. Xem đúng không? 6 giờ 51 mà 3 phút có đồ, 6 giờ 54 anh em ơi. Sao chuẩn thế hả em? Anh chi gần 1 tỷ. Anh sẽ tặng 2 tấn thịt bò, 2 tấn thì tầm hơn 500 triệu rồi. Chưa tính đến việc là gia vị tẩm ướp này, chưa tính đến việc là những khâu vận hành, có và cái chi phí để mình truyền thông nữa, để cho mọi người đến đây nữa. Nó phải gần 1 tỷ. Thứ mà anh mong muốn nhất nó không phải là doanh thu, và thứ anh mong muốn nhất nó chính là việc là mọi người phải được trải nghiệm cái phần thịt bò này từ chính tay của A Xoén, chính hệ thống A Xoén. Thực ra là clip này ấy, thì tớ cũng sẽ không quá nói quá nhiều về về chất lượng đồ ăn nữa, bởi vì là đã được khẳng định trên thị trường rồi và ai cũng nói rất là kỹ rồi. Đây, chỉ muốn thông báo mọi người là đấy, A Chén mới có một cơ sở nữa ở 543 Nguyễn Văn Cử. 543 Nguyễn Văn Cử và đang có chương trình gì nữa? Chương trình của anh là tặng 2 tấn thịt bò trong 30 ngày. Đi một người tặng một đĩa, đi 10 người tặng 10 đĩa, 100 người tặng 100 đĩa. Tóm lại thì cứ bao nhiêu người tặng bấy nhiêu. Các bạn chỉ cần đến và trải nghiệm, đến và trải nghiệm thôi. Okay. Không cần phải like page hay là share bài hay là phải tag tên, anh không có cái đấy. Cứ đến là cứ đến là đón luôn. Chương trình kéo dài từ ngày bao nhiêu ngày bao nhiêu anh? Hôm nay là ngày 18 tháng 9, sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 10. Và tớ là Thổ Địa Bắc Ninh đang có mặt tại A Chén ở số 543 Nguyễn Văn Cử.